Mùa hè thì rất là nóng nóng mà anh em ngồi trong cái xe mà không được dán phim gì rồi em nói thật với các bác không khác gì cái lò tôn di động. Nhưng mà để mà dán một cái bộ phim hiệu quả thì hầu như các bác không biết, bởi vì thật ra về trên thị trường nó rất có rất là nhiều dòng phim trên thị trường mà các bác dán có thể bác dán rồi nhưng mà vẫn đi cái cả cái nóng và phải dán bỏ đi bóc đi dán lại rất là nhiều lần và rất là tốn chi phí. Rồi thật ra những người tư vấn thật ra chưa tư vấn hết cho các bác để các bác hiểu được cái giá trị của một cái gói phim cái Nhật đấy. Thì bên em đang làm những cái dòng phim chính hãng như của Neko, Kunlak và Ba Em. Ba Em là cái dòng phim cao cấp nhất, nó là dòng phim văn học. Thì anh em có thể thấy đây em đang thi công cho một chiếc xe Honda HR-V đấy. Thì chiếc xe này có dán phim rồi nhưng mà thật sự là bác chủ có chia sẻ là đi rất là nóng và rất là ra tay thì có qua dán lại gói phim 3M Credit Drive đấy. Cái dòng phim thì có thương hiệu từ rất là nhiều năm nay rồi, được anh em tin dùng. Đây là cái kính lái 3M mà bên em theo cái kỹ thuật bên em đang thi công để chuẩn bị sấy và thi công. Cái dòng phim canh Nhật thì sẽ dán là dán trực tiếp vào bên trong cho anh em nhé. Còn đây là cái kính nó cong thì bắt buộc phải sấy và để nó ôm form lại như này để mà vào bên trong nó sẽ không bị thừa như thế này. Anh em thấy đấy, khi mà ép cái tấm kim lên nó thừa rất là nhiều này thì bắt buộc ép phải sấy vào. Và kỹ thuật sấy của 3M thì đòi hỏi cái thợ chuyên môn rất là cao thì mới có thể sấy được nhé anh em nhé. Và cái dòng phim này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em là chính hãng là 10 năm. Đấy, anh em mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em trải nghiệm cho các bác những cái dòng phim cao cấp nhất, hiện đại nhất và chất lượng tốt nhất. Cảm ơn các bác.